Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với Con đường thành công. Thưa quý vị và các bạn, chặng đua công thức một lần đầu tiên ở Việt Nam đang nóng lên từng ngày. Và chưa đầy 2 tháng nữa thì đường đua mới nhất lịch sử F1 sẽ chính thức được diễn ra. Mặc dù còn khá mới mẻ ở Việt Nam, thế nhưng sự hào hức và mong chờ cho chặng đua này chưa bao giờ là nguội lạnh. Đặc biệt là trong những ngày tháng chạy nước rút tới ngày diễn ra, mọi sự chú ý của những tín đồ đam mê tốc độ đều đổ dồn vào những thông tin được hé lộ từng ngày, từng giờ. Hiện tại, một trong những thông tin được quan tâm nhất đó là những đại gia nào sẽ đồng hành cùng với chặng đua danh tiếng này. Sẽ tiếp tục là những ông lớn ngoại quốc hay là sự chen chân? Một, VinFast. Tháng 10 năm 2019 thì VinFast được công bố là nhà tài trợ chính thức của chặng đua công thức 1 tại Việt Nam năm 2020. Với cột mốc này thì hãng xe Việt đã trở thành nhà tài trợ chính trẻ tuổi nhất trong lịch sử giải vô địch đua xe F1, đứng bên cạnh các thương hiệu nổi tiếng hàng đầu thế giới. Gắn thương hiệu với tên gọi chặng đua là Formula 1 VinFast Việt Nam Grand Prix thì mang đến cho VinFast cơ hội tiếp cận hơn 500 triệu người hâm mộ môn thể thao tốc độ trên toàn cầu. Logo của VinFast sẽ hiện diện tại các vị trí nổi bật nhất đường đua F1 Việt Nam, cũng như là trong tất cả các ấn phẩm truyền thông tại chặng đua Formula 1 VinFast Việt Nam Grand Prix. Là nhà sản xuất ô tô Việt Nam thì tầm nhìn của VinFast là tạo ra những chiếc xe mang đậm bản sắc Việt Nam, có thể đại diện cho thương hiệu Việt Nam cạnh tranh trên thị trường ô tô toàn cầu. VinFast đang hợp tác cùng với các công ty thiết kế, kỹ thuật và linh kiện hàng đầu châu Âu để tạo ra sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, cũng như là kỳ vọng của khách hàng. Đồng hành cùng chặng đua công thức 1 tại Việt Nam sẽ giúp hãng đẩy nhanh việc thực hiện tầm nhìn này. 2. Heineken. Ngày 24 tháng 12 năm 2019, Việt Nam Grand Prix, đơn vị tổ chức chặng đua Formula 1 VinFast Việt Nam Grand Prix 2020, cũng công bố Heineken là thương hiệu bia chính thức trong khuôn khổ chặng đua công thức 1 tại Hà Nội năm 2020. Heineken là gương mặt quen thuộc với nhiều người hâm mộ F1 trên toàn thế giới từ năm 2016. Heineken là cái tên tuổi gắn với những sự kiện biểu diễn và giải trí lớn. Bởi thế, đêm nhạc đại hội vào thứ 7 của chặng đua ngày 4 tháng 4 hứa hẹn mang đến những bữa tiệc âm nhạc điện tử hoành tráng với dàn sao DJ đẳng cấp quốc tế và các nghệ sĩ hàng đầu ở Việt Nam. 3. Ngân hàng Liên Việt Postbank. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt, Liên Việt Postbank là một trong những cái tên đồng hành cùng với VGPC. Với một doanh nghiệp trẻ như là Liên Việt Postbank, tài trợ cho sự kiện thể thao được quan tâm bậc nhất trong năm là bước đi thông minh để được hưởng những lợi ích về mặt thương hiệu và truyền thông, gồm có banner quảng cáo được đặt trong trường đua, trình chiếu video quảng cáo trên màn hình LED khổng lồ dành cho người hâm mộ ngay tại sự kiện và những khung giờ cao điểm, với lượng khán giả lên đến 300.000 lượt trên 3 ngày. Thương hiệu cũng sẽ được nhắc đến trên các kênh truyền thông báo chí, website và social media của sự kiện để tương tác trực tiếp với các fan hâm mộ F1. 4. Mic Group. Công ty cổ phần Mic Group Việt Nam hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực đầu tư kinh doanh phát triển bất động sản tại Việt Nam. Xuống tay cho chặng đua F1 là quyết định chiến lược của ông lớn bất động sản này. Mic Group sẽ ghi dấu với riêng một khán đài trong trường đua được đặt tên theo dự án của mình, The Matrix One. Ngoài ra thì cái tên này sẽ xuất hiện dày đặc trên màn hình LED sự kiện trên các ấn phẩm truyền thông. Mỗi một nhà tài trợ hay đơn vị đồng hành cùng F1 đều có những mục đích và tính toán riêng. Thế nhưng có một điều không thể phủ nhận là giải đua thể thao danh giá nhất hành tinh là một cuộc chơi mà các ông lớn không thể đứng ngoài. Và chắc chắn là chặng đua Formula 1 VinFast Việt Nam Grand Prix sẽ trở thành ngày hội bùng nổ các thương hiệu hàng đầu Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, mỗi nhà tài trợ hay đơn vị đồng hành cùng F1 đều có những mục đích, ý đồ và tính toán riêng. Thế nhưng có một điều không thể phủ nhận là giải đua thể thao danh giá nhất hành tinh là cuộc chơi mà các ông lớn không thể đứng ngoài. Và chặng đua Formula 1 VinFast Việt Nam Grand Prix sẽ trở thành một ngày hội bùng nổ của các thương hiệu hàng đầu Việt Nam. Diễn ra từ ngày 3 đến ngày 5 tháng 4 năm 2020, chặng đua công thức 1 Việt Nam đang trở thành tâm điểm của mùa giải đua 2020. Vậy thì liệu rằng sau những cú mạnh tay xuống tiền trong cuộc đua tốc độ này thì các ông lớn đang tham vọng hay là đặt kỳ vọng vào điều gì? Xin kính mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu trong video ngày hôm nay của Con đường thành công. Mức
tài trợ khủng đã khiến cho việc đồng hành cùng với giải đua xe tốn kém nhất thế giới F1 trở thành một quyết định đầu tư cân não và đòi hỏi những tính toán của doanh nghiệp trong chiến lược tài chính, kinh doanh và thương hiệu. Khi giải đua công thức F1 đầu tiên diễn ra vào năm 1950, hầu hết thì các nhà tài trợ đều đến bằng niềm đam mê thuần túy dành cho môn thể thao tốc độ. Nhưng giờ đây thì sau mỗi khoản tài trợ luôn là những chiến lược đầy toan tính của doanh nghiệp. Tầm nhìn toàn cầu. Thuở sơ khai của F1 thì các nhà tài trợ thường là những nhãn hàng có mối liên quan trực tiếp đến giải đua như các doanh nghiệp sản xuất xăm lốp, dầu khí, xe hơi. Mặc dù giữa nhà tài trợ, đội đua và ban tổ chức có mối quan hệ rất khăng khít, nhưng lúc này thì lợi nhuận truyền thông không phải là mục tiêu cao nhất của các nhãn hàng. Thay vào đó, điều mà các mạnh thường quân mong muốn là thể hiện đẳng cấp thương hiệu và chất lượng sản phẩm, khẳng định niềm đam mê với lĩnh vực xe hơi thể thao, cũng như là xây dựng được một vài mối quan hệ đối tác làm ăn thân thiết. Đến nay thì mục tiêu này không hoàn toàn biến mất. Ví dụ như là VinFast, việc đầu tư cho F1 chắc chắn là một bước đi đã được tính toán, cân nhắc, cẩn trọng của hãng xe Việt. Tiên phong lĩnh sướng và trở thành nhà tài trợ chính thức cho chặng đua Formula One VinFast Việt Nam Grand Prix thì VinFast đã gắn tên mình với một trong những sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh, thể hiện tầm nhìn toàn cầu cũng như là khát khao cống hiến cho nền công nghiệp ô tô nước nhà. Tài trợ khủng cho F1 Việt Nam, các ông lớn đang toan tính gì? Ngày 14 tháng 10 năm 2019, thì công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Nam Grand Prix công bố VinFast là nhà tài trợ chính của chặng đua F1 đầu tiên diễn ra tại Việt Nam. Cái được lớn nhất và rõ ràng nhất mà VinFast nhận lại là sự lan tỏa mạnh của thương hiệu ô tô Việt. Vai trò nhà tài trợ chính của sự kiện đảm bảo cho VinFast quyền lợi đặt logo ở những vị trí nổi bật nhất trên đường đua, cũng như xuất hiện trên các ấn phẩm truyền thông của chặng đua, và giúp cho hãng xe Việt tiếp cận gần gũi đến 300.000 lượt khán giả và người hâm mộ trực tiếp tham dự sự kiện trong 3 ngày. Thêm vào đó, thì với lợi thế là đường đua mới mang thách thức bậc nhất của mùa giải năm 2020, chặng đua tại Việt Nam sẽ thu hút một lượng lớn cơ quan báo chí quốc tế và qua đó đưa tên tuổi VinFast vươn rộng đến hàng trăm triệu khán giả trên toàn cầu. Trong đó chiếm một tỷ lệ lớn là khán giả châu Âu và Bắc Mỹ, hai thị trường tiềm năng mà doanh nghiệp này đang đặt mục tiêu tấn công trong những năm sắp tới đây. Cơ hội khổng lồ. Không phải vô cớ mà đua xe F1 được ví như là cỗ máy in tiền. Nếu chỉ nhìn vào chi phí mà quốc gia đăng cai, các đội đua và nhà tài trợ bỏ ra, thì F1 là sự kiện tốn kém bậc nhất. Tuy nhiên, các doanh nghiệp chắc chắn không bỏ ra hàng trăm triệu đô la Mỹ chỉ để mua vui. Theo thống kê, thì giải đua F1 giúp mang về doanh thu cực lớn cho các nước chủ nhà cũng như là cơ hội kinh doanh khổng lồ cho các nhà tài trợ. Dễ thấy là danh sách các nhà tài trợ F1 năm nay đã ngày càng mở rộng ra đến rất nhiều ngành công nghiệp khác nhau. Bên cạnh các lĩnh vực truyền thống với mối liên quan mật thiết như là thể thao, xe hơi, dầu khí, các nhà tài trợ lớn còn đến từ các nhóm ngành như là tài chính, ngân hàng, bất động sản, công nghệ thông tin hay thậm chí là giải trí, thời trang, phong cách sống. Với Formula One VinFast Việt Nam Grand Prix, đó là những cái tên tuổi gạo cội thế giới và doanh nghiệp hàng đầu ở Việt Nam như là Heineken Silver, Ngân hàng Liên Việt Postbank, VP Bank, Mick Group hay là Johnny Walker. Sự đa dạng trong thành phần nhà tài trợ và đơn vị đồng hành phần nào cho thấy là F1 ngày nay không chỉ đơn thuần là một giải đua thể thao tốc độ mà còn là sự kiện mang đậm yếu tố giải trí, thời trang, âm nhạc, lễ hội, nơi hội tụ của người nổi tiếng, sự xa hoa, thời thượng và đẳng cấp. Chính vì thế đây sẽ là cơ hội có 1-0-2 để cho các thương hiệu giao lưu, gắn kết và mở ra triển vọng hợp tác với những ông lớn toàn cầu. Bên cạnh đó thì đua xe F1 hiện là sự kiện thể thao có số lượng người theo dõi nhiều nhất, chỉ đứng sau Olympic và FIFA World Cup. Nhưng nếu như Olympic và World Cup đều phải 4 năm mới diễn ra một lần, thì F1 lại được tổ chức 2 tuần một lần suốt 9 tháng trong năm. Chính vì thế F1 có thể tiếp cận được hàng tỷ lượt người, giấc mơ của bất cứ thương hiệu nào. Ông Hans-Erik Tuji, giám đốc hoạt động tài trợ toàn cầu của Heineken, cho rằng việc liên kết với F1 giúp cho thương hiệu tạo ra những tương tác có ý nghĩa với người dùng, cũng như giúp đưa thông điệp uống có trách nhiệm của Heineken tới khách hàng hơn. Tài trợ cho F1 Việt Nam thì mục tiêu của nhà sản xuất bia lớn thứ hai thế giới là giành lại vị trí thống trị thị trường bia toàn cầu, một chiến lược phụ thuộc vào việc mở rộng sự phổ biến của môn thể thao này ở châu Á. Hiệu quả thực sự từ các khoản tài trợ khủng cho F1 Việt Nam của các thương hiệu có lẽ sẽ cần phải đợi sau khi tầm bão F1 đi qua mới đo lường cụ thể được. Tuy nhiên, có thể thấy rằng là F1 đang mở ra những cơ hội toàn cầu không thể bỏ lỡ cho doanh nghiệp Việt để trở thành một phần của sự kiện mang tính lịch sử này, dù là ở trong bất kỳ lĩnh vực kinh doanh nào.
Grand Prix Việt Nam dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 4 năm 2020, trở thành cuộc đua xe công thức 1 mới nhất trên lịch đua của giải F1 cùng với Monaco, Singapore và Azerbaijan. Sự kiện lớn này sẽ mang đến cho Việt Nam và đặc biệt là thủ đô Hà Nội cơ hội để giao lưu quốc tế. Chủ tịch Liên đoàn ô tô quốc tế FIA, ông Jean Todt đã phát biểu tại lễ khởi công đường đua hôm 20 tháng 3 tại Hà Nội. Việc xây dựng đường đua này dự kiến sẽ được hoàn thành vào tháng 5 tới. Tập đoàn Vingroup, nhà đầu tư chính của Grand Prix Việt Nam cho biết trong thông cáo báo chí. Mặc dù cơ bản đây là một cuộc đua đường phố và sẽ có nhiều đoạn đường và một số công trình liên quan được xây mới. Mặc dù Việt Nam không có nhiều truyền thống về thể thao, các sự kiện hoặc các cuộc thi thể thao, trong đó có đội tuyển quốc gia tham dự được theo dõi cuồng nhiệt, theo Reuters. Ông Jean Todt đã hôm thứ Tư ngày 20 tháng 3 phát biểu rằng Grand Prix Việt Nam diễn ra vào năm tới tại Hà Nội sẽ là một cơ hội tuyệt vời để mở cửa cánh cửa cho những người có niềm đam mê môn thể thao đua xe ở Đông Nam Á. Theo AFP, Todt đã cho biết ông hy vọng sẽ bùng nổ niềm đam mê đua xe thể thao tại một đất nước cuồng bóng đá như Việt Nam sau khi người hâm mộ Việt Nam được chứng kiến tận mắt những nhà vô địch F1 thế giới như là Lewis Hamilton và Sebastian Vettel đua xe trên đường phố Hà Nội. Thật tuyệt vời cho sự phát triển của môn thể thao đua xe ở Việt Nam và trong khu vực. Tôi thật sự hy vọng rằng đây sẽ là cơ sở để cho Việt Nam sớm tổ chức các giải đua xe Gold Cup, một mẫu xe đua cỡ nhỏ một người ngồi và đua xe Drift. Ông nói thêm, các bạn có những người trẻ tuổi, tài năng với niềm đam mê thể thao. Đó là lý do tại sao tôi nghĩ rằng việc nhanh chóng tham gia vào một loại hình đua xe thể thao là rất quan trọng. Các nhà tổ chức cho biết họ quyết định không tổ chức cuộc đua ở khu phố cổ của Hà Nội vì những thách thức hậu cần và chi phí cao. Việt Nam được gì? Hà Nội đã đặt cược lớn vào tiếng tăm vốn có của sự kiện này và đã ký hợp đồng trị giá hàng triệu đô la Mỹ với công ty Liberty Media của Mỹ, chủ sở hữu giải đua F1 vào năm ngoái. Nghĩa là mỗi năm Việt Nam sẽ phải trả 60 triệu đô la Mỹ để tổ chức giải đua. Ngoài ra thì xây dựng đường đua sẽ tốn kém khoảng 1 đến 1,5 tỷ đô la. Việt Nam cho biết không sử dụng ngân sách chính phủ để chi trả cho sự kiện này, mà thay vào đó là nguồn hỗ trợ tài chính từ tập đoàn Vingroup. F1 luôn được coi là vua của tất cả các cuộc đua. Chúng tôi đã thiết kế một đường đua mang đậm bản sắc và kiến trúc Việt Nam, Phó Chủ tịch Vingroup Nguyễn Việt Quang nói tại buổi lễ. Việt Nam đang hy vọng sẽ học được Singapore, nơi thành công trong các cuộc đua F1 vào ban đêm và sẽ lấp đầy khoảng trống trong khu vực Đông Nam Á sau khi Malaysia rút lui vào năm 2017 vì lý do chi phí. Chính phủ Malaysia nói nay họ không sẵn lòng chi ra 67 triệu đô la một năm để đăng cai giải này nữa. Hà Nội cũng hy vọng sẽ tránh được những vấn đề khiến cho giải bị dừng ở Ấn Độ năm 2011 và ở Hàn Quốc năm 2010 sau 3-4 lần tổ chức. Trong khi nguồn thu từ tổ chức giải đua F1 có thể đến từ 3 nguồn, gồm tiền phí các đội tham gia đóng, tiền vé và tiền tài trợ. Hà Nội được cảnh báo là cần tính toán kỹ về khoản tiền bán vé và tiền tài trợ. Ông Lý Nguyên Khương, giám đốc marketing vùng Đông Nam Á của Red Bull, đơn vị đang tham gia tài trợ cho các trạng ở châu Âu, cho Vietnamnet, cho hay, vé xe xem F1 ở Hồng Kông khoảng 300 đô la, giá này khó bán ở Việt Nam. Trong khi đó, chưa nhiều tổ chức tên tuổi sẵn sàng bỏ tiền ra để tài trợ. Tuy nhiên, thì ông Huỳnh Minh Tường, phó giám đốc phụ trách thương mại và tài trợ của một kênh truyền hình thì cho tờ An ninh Thủ đô hay rằng triển vọng có thể nằm ở khai thác quảng cáo trên truyền hình. Tương lai của giải đua F1 vẫn là câu hỏi. Andrew Besson, BBC đã phân tích hồi tháng 11 năm 2018. Việt Nam Grand Prix là cuộc đua hoàn toàn mới, lần đầu tiên được giới thiệu trong lịch đua xe công thức 1 kể từ khi tập đoàn Liberty Media của Mỹ tiếp quản môn thể thao này vào đầu năm 2017. Như vậy là đây là một chiến thắng dành cho chủ sở hữu của giải đua F1 và một cuộc đua rất cần thiết sau khi kế hoạch tổ chức giải đua ở Miami bị đổ bể. Bối cảnh chính trị tại Miami khiến cho kế hoạch ra mắt giải đua vào năm 2019 tại đây bị mắc kẹt, trì hoãn. Và bây giờ thì những người trong cuộc nói, có lẽ nó sẽ không diễn ra. Một cuộc đua ở Việt Nam là một phần trong nỗ lực của F1 để khơi dậy quan tâm của người dân ở đây đến môn thể thao này. Nó thực sự đem lại cho Đông Nam Á một sự kiện thể thao đã bị đánh mất kể từ khi Malaysia kết thúc hợp đồng vào năm 2017. Việc Việt Nam Grand Prix dự kiến diễn ra tại Hà Nội vào tháng 4 cho thấy các nhà tổ chức F1 muốn tổ chức giải đua theo khu vực địa lý diễn ra ở châu Á vào đầu mùa giải, châu Âu ở giữa và châu Mỹ ở cuối.
Tuy nhiên đây không phải là chuyện dễ bởi nó còn phụ thuộc vào các hợp đồng hiện thời và ý nguyện của một số nước đang cai. Thưa quý vị và các bạn, Hà Nội sẽ là một giải đua thêm nếm hay là để lấp đầy một khoảng trống vào nước khác để lại? Có những nghi ngờ về tương lai lâu dài của ba giải đua F1 chủ chốt và lâu đời ở Anh, Đức và Brazil, không nước nào có hợp đồng qua năm 2019. Trong khi đó thì F1 muốn mở rộng lịch trình lên tới 25 giải đua, trong khi nhiều đội không muốn tổ chức vượt quá 21 giải đua hiện tại. Và bản thân môn thể thao này đang trải qua giai đoạn bấp bênh với thu nhập giảm và đàm phán lê thê về các quy định mới trong năm 2020 về kiểm soát chi phí, phân phối doanh thu và xe đua.